Chào các bạn đến với Bạc Liêu quen tôi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn hình ảnh về các món ăn tại quán cơm Phạm Tường Vi. Đây là một quán cơm bằng bình dân đã có tuổi đời trên 17 năm tuổi tại thành phố Bạc Liêu. Quán nằm tại số 46 đường Cách Mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu, nằm cặp với cửa hàng điện thoại Ngô Long. Vì là quán cơm Phạm nên quán mở bán từ tầm 9 giờ sáng cho đến 1-2 giờ trưa nha các bạn, và chỉ bán vào một buổi thôi. Quán thu hút rất nhiều lượt khách đến ăn là học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay người dân lao động, bởi giá cơm phần ở đây tương đối bình dân và đồ ăn thì khá là ngon. Giá của mỗi phần ăn là 32.000 đồng, thì bao gồm một phần canh, một phần đồ ăn. Cơm thì các bạn ăn khi nào no thì thôi, ăn thì sẽ kèm với các loại rau sống. Nếu các bạn ăn thêm thì mỗi món kêu thêm thì có giá là 15.000 đồng. Mình khá thích món cơm phần ở đây vì nó khá là hợp khẩu vị với mình. Một điều thú vị mình chợt nhớ ra là mình đã ăn tại quán từ khi còn con trai cho đến khi cưới vợ và sinh con thì vẫn còn ăn tại quán. Tuy nhiên là khi cưới vợ thì mình đã khi nào bận rộn không có nấu cơm thì mình mới ra đây ăn thôi. Tại quán thì thức ăn luôn luôn nóng nha các bạn, tại vì khi đem ra một phần ăn cho các bạn thì quán sẽ hâm nóng đồ ăn cho các bạn, nên khi đến các bạn ăn sẽ thức ăn sẽ rất là ngon. Vì bếp đặt phía trước quán nên khi các bạn ăn ngồi ở trong nhà thì không khí có hơi nóng, hơi bị nóng nha các bạn. Tuy nhiên thì quạt máy được mở xuyên suốt nên cái độ nóng cũng được giảm bớt nha các bạn. Đây là canh chua nha, canh chua cabasa nha các bạn. Và kia là canh cải. Thì canh thì có 3 loại canh nha. Thứ nhất là canh chua, thứ hai là canh cải hoặc là canh mớp, và thứ ba là canh khoai ngọt. Đây là phần cơm mà quán chuẩn bị ship cho khách nha các bạn. Thì quán sẽ nhận ship cho những khách mà không có thời gian để đến quán ăn thì quán vẫn nhận ship vào những cái khay rất là tiện nha các bạn. Thì mỗi ngày quán sẽ có những cái món ăn khác nhau để thay đổi cho các bạn có thể lựa chọn. Thì đây là một điểm mình khá thích, tại vì mỗi một ngày mình đến quán đều có những cái món mới. Đây là có cái gô kho nha các bạn. Đây là phần chuẩn bị ship cho khách, gồm cá kho, cái gô kho và canh phải ngọt. Ở đây thì canh cải. Và đây là phần canh cải với mớp nha các bạn. Cái đối kho dưa cải. Đây là cá kho tương. Nên là có cá kho cà, cá biển kho cà nha các bạn. Và đây là cá chê chiên.
khi các bạn ăn tại quán thì sẽ có thêm một dĩa rau sống để các bạn có thể ăn kèm với các loại cá kho hay là cá đối kho dưa cải của mình. Canh mướp với bột ngót, cá chê kho nha, cá chê chiên các bạn, chiên rất là giòn và ngon. Sẽ ăn chấm với nước mắm rừng. Vì để review chia sẻ với các bạn nên mình sẽ gọi thêm vài món nữa. Thì mỗi một món mình gọi thêm sẽ có giá là 15.000 đồng. Còn nếu mà các bạn ăn một phần ăn chỉ có giá 32.000 đồng, sẽ gồm một phần đồ mặn, phần canh. Đây là ớt các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Ớt kho kagi. Đây là canh chua. Đây là phần canh chua cá basa của mình. Thì phần này là mình ăn hôm trước, mình quay lại mình chia sẻ. Và đây là có cá kho mắm nha các bạn. Cá là cá phi và sẽ kho mắm. Rất là ngon. Không biết các bạn Bạc Liêu đã từng ăn cơm phần ở đây chưa? Thì nếu mà đã ăn rồi thì hãy chia sẻ với mình những cái cảm nhận của bạn về quán cơm phần Tường Vi này. Cá chiên rất là giòn nha các bạn. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ về du lịch và ẩm thực Bạc Liêu. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.